Đó, mới sáng sớm ra, chưa kịp ăn sáng mà em mình nó đã mua quá trời món mang về rồi. Bọn mình khai vị bằng món hồ lô nướng. Mỗi lần về Việt Nam là cái dạ dày của mình nó to hơn bình thường hay sao ấy. Thế cuối cùng thành ra cái bát bún cá của mình càng ăn nó lại càng đầy. Mấy quán chân gà nướng liên tiếp, đi qua đây ngửi thấy mùi là không vào không được. Mọi người mà có dịp ghé Hải Phòng thì đừng bỏ qua món này nha. Thắng thì được 500 mà thua mất 100 thôi. Hay rồi, 100. Có chơi có chịu. Nhanh. Ăn gì em gái bao? Hôm nay bao ăn cả ngày đúng không? Không. Đấy, nhiều tiền chưa? Chẳng mấy khi mà được em gái bao ăn mọi người ạ. Nhưng hôm nay mình phải quay lại cái series mà ăn khắp Hải Phòng bằng tiền của em gái nên mới được. Một cái nào? Đây giờ, đây là của em trước. À. Có ba tê, ruốc, giò, xúc xích. Cho em hết tất cả thuốc tính. Ăn cái gì? Anh Hành cho vào. Tưởng bỏ ra mới là khó ấy. Ăn hết tất cả thuốc tính chứ. Vâng ạ. Bao nhiêu tiền một hộp? 10.000 một hộp. Đấy là trẻ con ăn. Nhân gì có hả Huyến? Có bánh rộm không ạ? Đó, mới sáng sớm ra, chưa kịp ăn sáng mà em mình nó đã mua quá trời món mang về rồi. Nhưng mà đi chợ quê bánh gì cũng ngon ấy, nên là không mua thì hơi tiếc ha, lại còn rẻ nữa chứ. Mua xong mới yên tâm đi ăn sáng. Đầu tiên sẽ là món gì nhỉ? Mì. Ủa, mấy cái món này là món gì? Đầu tiên sẽ là món mì. Đó. Mì thập cẩm ít mì. Và mì không hành. Đi chợ quê là có phải đi sớm mọi người ạ. 5-6 giờ là bọn mình đi, chứ 7-8 giờ ra là cũng hết đồ rồi cơ. Hôm trước 8 giờ mình ra chợ ăn cái món mì này là không còn nhân, không còn topping nữa. May mà hôm nay hai chị em dậy được sớm ấy. Gọi điện cho mẹ rủ mẹ đến đây ăn nhỉ? Có trứng này, chả lá lốt này. Cái này là gì nhỉ? Có thịt nữa. Ở dưới rồi. Mày ăn bánh cá đỏ à? Ừ. Không, cả sáng cả đỏ. Cái bát có ớt nó khác hẳn, bát không có ớt. Đó. Ở Việt Nam thích nhất là ăn nó có rau sống ấy. Ăn rau sống thoải mái luôn. Ngon xuất sắc. Về Việt Nam thích nhất là ăn sáng có nhiều món ngon, đặc biệt là mì. Mà rẻ nữa chứ, quê mình một bát phun thập cẩm chỉ có 20.000 thôi. Hôm nay em mình bao nên cảm giác mọi thứ nó đều ngon hơn bình thường. Ôi, chả uống sữa đậu nành cho bác. Ý là chị em mình nào có sữa nữa. Ăn đi đã. Ăn đi. Ngon lắm, Việt ạ. Cho cháu một nước dừa, nước dừa không đường thôi nhá. Mẹ cũng không ăn lá ngải à, xin ít lá ngải à. Mẹ ăn một bát đấy nhé. Vậy á? Một bát đường này. Đi chợ gặp bà với mẹ ăn trứng vịt lộn. Mình cùng em gái mình đi chợ thì lại gặp mẹ mình với cả chị gái của mẹ mình cũng đi chợ. Thế là dù ăn sáng rồi thì mình với em gái mình vẫn vào ăn thêm trứng lá ngải nữa cho vui. Được cái là nhà mình ai cũng có tâm hồn ăn uống hết á. Ơi, em uống 2 cốc nước dừa nữa, không cho đá, không cho đường. Cho vừa đường, vừa nước thôi. Hôm nay nhà mình có dỗ nên là ăn xong rồi thì mọi người về chuẩn bị mâm cúng. Trong đây có món mình nấu nha. Ăn no nê rồi để bụng tối lại đi ăn tiếp. Tất nhiên là em gái mình dẫn đường. Ăn đi mọi người. Bọn mình khai vị bằng món hồ lô nướng chấm với cả tương, ăn khá là ngon nha. Nhưng mà ăn xương xương thôi để ăn món chính, đó chính là nem lụi. Không biết là mọi người ăn món này bao giờ chưa, chứ mình là hôm nay mình lần đầu tiên được ăn ý. Một men như thế này thì mình cũng không biết bao nhiêu tiền, tại vì em mình nó trả tiền mà. Nhưng mà nhìn cũng hấp dẫn ha. Nem lụi với nem nướng nhà kia. Cái này là gì? Nem lụi, nem chua nướng. Bún, rau sống, mắm. Ê nhưng mà ăn kiểu gì? Ăn phải cuốn đúng không? Cuốn đi. Chả tác tâm cho đỡ. Với kinh nghiệm là chưa ăn nem lụi bao giờ thì mình đã ăn theo một cách rất là đơn giản, đó là cuốn tất cả mọi thứ có trên mâm vào với nhau. Nhưng mà có lẽ là đúng ấy, tại vì mình không thấy đứa em nào cười mình cả. Mình phát hiện ra là mỗi lần về Việt Nam là cái dạ dày của mình nó to hơn bình thường hay sao ấy. Kiểu ăn cả ngày rồi mà tối vẫn ăn được rất là nhiều món cơ. Thấy món nào cũng ngon, món nào cũng mê, mặc dù là thời tiết cũng hơi nóng ha. Riêng món nem lụi thì không biết có phải do lần đầu ăn nên thấy ngon hay không, chúng mình là cực kỳ mê nha. Chấm nước chấm nào ấy? Chấm cái này thử đi. Em mình là người phải bao ấy, nhưng mà tại vì đồ ăn rất là ngon nên nó cũng rất là chill với cái sự bao này. Cũng may nhờ thế mà mình cũng ăn một cách yên tâm hơn, đỡ áy náy hơn và ngon miệng hơn. Mình thấy món này thì chấm loại nước chấm nào cũng ngon á. Nem lụi có bún có rau ăn kèm nên rất là hợp ăn trong mùa hè. Còn nem chua thì đây là lần đầu tiên mà mình ăn nướng luôn. Chấm tương là chuẩn bài, bình thường là nem chua mình ăn được cả chục cái ấy. Nhưng nay ăn ít để còn ăn món khác nữa. Vì Hải Phòng mùa này ngắm hoa phượng đẹp xỉu.
Rồi mùa hè đi xe máy buổi tối vẫn rất chi là chill và mát nha, không có bị khói bụi, đông đúc ngột ngạt quá đâu. Có một món mà lần nào về Hải Phòng mình cũng quên ăn, đó chính là bánh mì chảo. Hôm nay nhất định là phải ăn cho bằng được. Hôm nay thì bọn mình ăn quán Cô Thơm ở Kỳ Đồng, quán này là em họ mình dẫn đi. Ăn bánh mì chảo, uống sữa đậu nành, đó, quá tuyệt vời. Vừa chết rồi, kìa. Đúng caramel nhỉ? Hai chị em một cái đi. Một suất bánh mì chảo như thế này là 35.000. Trong đây thì có trứng, xúc xích và pate này, những chiếc nhân không thể thiếu trong bánh mì. Nhưng thay vì cho vào nhân thì chúng ta sẽ chấm ăn, đó gọi là bánh mì chảo. Ăn xúc xích và nhân bít tết vậy nhỉ? Ủa, sao chảo? Sao của ra nhìn ngon hơn ấy? Cũng là cùng một món nhưng mà phát hiện ra là mỗi người sẽ có cách ăn khác nhau nha. Nhưng mà ăn cách nào thì vẫn là ngon. Và đặc biệt là bánh mì chảo ở Hải Phòng thì có pate, không chê vào đâu được, xuất sắc. Bọn mình là ngồi ở vỉa hè ăn mà quên đi cái nóng tại vì thật sự nó rất là ngon. Đấy, nhìn các chảo trên bếp các cô nấu hấp dẫn thế cơ mà. Mọi người mà có dịp ghé Hải Phòng thì đừng bỏ qua món này nha, phải ăn thử ăn thử. Ăn xong rồi thấy trời cũng hơi tối tối nên là bọn mình sẽ về Thủy Nguyên đây. Cầu Hàng Văn Thụ nối giữa Thủy Nguyên và trung tâm thành phố, mỗi tối lên đèn quá chưa đẹp luôn. Chưa dừng lại ở đó, tối hôm sau bọn mình lại sang trung tâm thành phố ăn tiếp, hôm nay vẫn là em gái mình bao và có bạn của em gái mình nữa. Món tiếp theo trong chuỗi ngày ăn nhờ em gái của mình đó chính là bún cá. Bún cá Hải Phòng phải gọi là siêu đỉnh luôn, tại vì mình chưa ăn thử các tỉnh khác bao giờ. Vì là bún cá nên topping đều liên quan đến cá cả. Da cá này, bong bóng cá này, trứng cá này, dạ dày cá này, tất cả mọi thứ về cá này. Với tư cách là một đứa cực kỳ thích ăn cá thì đây chính là cái món mà mình thích nhất trong mấy ngày hôm nay. Lại còn được bạn của em mình dẫn đến quán này khá là ngon nữa, nên thế là quá mãn nguyện rồi đấy. Topping ở đây phải gọi là xuất sắc, thêm góp lại rau sống ăn kèm được thái nhỏ trộn lẫn vào với nhau, rất chi là hòa quyện. Xem lại cái clip này mà mình còn thèm á. Phải bắt chanh mới ngon, cái này chưa chua. Vì là một đứa thích ăn chua nên là chắc chắn phải thêm quất. Đặc biệt là mình mà ăn bún cá ấy, thì càng chua càng tốt, thế này là mới đã cái nư. Bạn em mình nó hay lắm, có một em đi ăn bún cá mà nó không ăn được cá mọi người ạ. Thế cuối cùng thành ra cái bát bún cá của mình càng ăn nó lại càng đầy. Nhưng vì là món sở trường nên là mình không từ chối nha. Cạn ly. Bún cá phun thập cẩm mà chỉ có 30.000 một bát, rẻ dã man. Ăn no nê bún cá rồi thì bây giờ bọn mình sẽ ra đường Nguyễn Đức Cảnh để ăn chân gà nướng nha. Ta nói mấy quán chân gà nướng liên tiếp, đi qua đây ngửi thấy mùi là không vào không được luôn ý. Chân gà nướng béo ú na ú nần, thơm phức, chấm với cả nước sốt phải gọi là perfect. Chưa dừng lại ở đấy còn có thêm bánh mì nướng này, rồi xoài lắc này. Xem lại mới thấy là mình nể cái khả năng ăn uống của mấy chị em mình luôn ý. Ba xiên đủ luôn, đấy tròn trịa luôn à. Ok, đủ rồi. Mặc dù là quán ở ngoài vỉa hè nhưng phải gọi là siêu đông khách luôn. Đúng là Hải Phòng ăn chơi là không sợ mưa rơi nắng nóng, nhưng mà đồ ăn ở đây thì xứng đáng để chúng ta ngồi thế này cả giờ. Nói thế thôi chứ ngồi một xíu là cũng hơi nóng ấy. Nên là bọn mình cũng ráng để ăn nhanh nhất có thể rồi vào một quán có điều hòa uống nước. Cảm ơn. Nhâm nhi trà xong chuẩn bị về mà trời lại mưa cơ chứ. Nhưng công nhận là mưa rào làm trôi đi bao nhiêu cái nắng nóng luôn. Và kết thúc một ngày được em gái bao, quá trời là hạnh phúc. Hẹn mọi người ở những clip sau nha. Bye bye.